Rồi, như vậy trận thi đấu đầu tiên đã được diễn ra. Và thêm một lần nữa gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đã đang và sẽ vào theo dõi kẻ thi đấu này. Rất mong anh em chúng ta hãy thả like và chia sẻ để ủng hộ cho game thủ Hoàng Anh Nhi. Và như vậy trận thi đấu đầu tiên quân của chúng ta là cực kỳ đẹp. Và khi mà chúng ta có tới 2 Pymirat, trong cái đó bên đội bạn là Egypt và Haiti cũng không phải là quá xấu. Nhưng chúng ta có hai chém cực kỳ phũ phàng ở trong map la. Hai pa Bell là người cầm hit, còn Egypt đó là quân của game thủ BB. Hai pan, vâng, hai pan cho trận thi đấu đầu tiên. Anh em cũng kiểm tra giúp em xem là em vừa điều chỉnh lại tiếng game rồi. Anh em xem thấy nó còn quá to so với tiếng bình luận hay không? Vâng, xin chào anh Quý Vũ này. Tầm này boss B thì B nó cũng chẳng sợ đâu, bởi vì ông này có hai con rồi. Phải nói đấy là tuổi trẻ tài cao. Tuổi trẻ tài cao 96 mà đã có mẹ xẻ đẹp đi, có hai con rồi, giỏi thật. Ok ok, chết dở rồi, em quên chưa quét cái bảng quân lên, xin lỗi anh em. Mải ngồi từ nãy giờ quên chưa quét cái bảng quân. Rất xin lỗi anh em. Đấy, đôi khi những cái việc mà cần làm ngay thì không làm, chết dở thật. Mong anh em bỏ qua. Đây, em quét luôn cả thời gian lên luôn. Cũng may đây là cái thời điểm đầu tiên, chứ đang quánh nhau mà để cho anh em bị gián đoạn như này rất khó chịu. Vâng, xin chào Phương Mai Phạm. Nghỉ Tết thì cả công ty nghỉ Tết cùng nhau. Các game thủ còn thi đấu thì anh em kỹ thuật viên vẫn còn tác nghiệp như bình thường thôi. Vâng, xin chào anh Công Nheo Bi này. Xin chào người phán xử. Vâng, tại sao nó lại môi lại bị như thế thì anh em biết rồi đấy. Thâm niên, bằng thâm niên mà cầm cái điếu dài dài đấy là cũng phải chục năm rồi. Cái việc mà nó hơi thâm tí là chuyện bình thường thôi. Chúng ta đảo qua màn hình máy của game thủ cao cấp một chút. Một tên mà cũng hơi đau tim, nhưng con voi đã về nhà thành công. Và con nông dân thì cơ bản là nó an toàn. Một bài 22 nông dân đánh cung rồi, 22 dân thì đánh cung rồi. Chào anh Nguyễn Tiến Dũng nhá. Và xin chào anh Đường Đường Đời Đưa Đẩy Đi Đủ Đường. Như vậy là bài 22 nông dân có lẽ rằng đánh cung R của Pan đến từ game thủ Cam Quýt. Tránh những cái trường hợp mà bên đội bạn Egypt mà nó là thủ phù nó cần được đôi. Còn đây là bài Pan chuẩn chỉ của game thủ Hoàng Anh Nhi. Ôi, lại cho tiếng game to lên chút nữa. Anh em lại thấy vừa lại thấy bằng kêu to em cho nhỏ, bây giờ em lại cho to lên. Ok. Vâng, đây là bài pan của game thủ Hoàng Mai Nhi. Bài gỗ của anh hơi xấu, nhưng đây là một chiếc BS mà Hoàng Mai Nhi nhân đôi. Thế nhà chỉ có một cái cánh rừng dừa này mà thôi.
Vâng, em cho tiếng game to thêm chút nữa rồi đấy anh em ạ. Hai mươi trên 20. Bên kia thì game thủ Hoàng Mai Nhi đã gặp, xin lỗi, game thủ Cắm Quýt gặp màu 4 rồi. Như vậy không có một tên đi chéo mà Hoàng Mai Nhi là người đánh thẳng. Màu 4 ở trận thi đấu này game thủ Beo là người cầm hit. Như vậy là Hoàng Mai Nhi sẽ đánh thẳng người cầm chém luôn. Và dường như BB đang đưa dân đi đâu đó, khả năng là đi ăn hoang à. Và còn đồng dân ít máu. Đúng một chọc. Vâng, đúng một chọc. Ây à, ây à, ây à. Ôi, vâng, tâm vừa rồi là tôi nghĩ là phải phi con voi một cái. Biết đâu là con máu và con voi nó gần chết rồi. À, mình phi cái cho nó thối thịt luôn. Vâng, chào anh Huy Hùng, chào anh Từ Nhân Tiến nhá. Như vậy là Bi bên này cũng là người đánh chém, dễ hiểu thôi. Bài cũng khá nhiều voi dành cho Bi. Thậm chí là Bi lên đời ngang với game thủ Hoàng Mai Nhi đấy. Cũng không phải vừa đâu, không phải vừa đâu. Liệu có bắt được giò không? Như vậy là con giò này sẽ chết dành cho game thủ BB. Như vậy chết rồi. Như vậy là phía trên kia thì game thủ Hoàng Mai Nhi cũng chết con giò. Hai người đổi mạng cho nhau con giò của mình. Đây là game thủ Cam Quýt. Bài đánh thẳng cũng rõ, rõ ràng như thế khi mà đánh với 22 nông dân của bạn. Vâng, sao anh em lại bảo mất tiếng nhỉ? Em vẫn đang bình luận rất đều đây. Thế là mất tiếng gì ạ? Vâng, đây rồi. Đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Như vậy là Hoàng Mai Nhi cũng đang bị game thủ BB thả lạc đà vào khu vực bãi gỗ cũng như là bãi vàng. Hãy chú ý con phù. Vâng, hãy chú ý con phù. Hết sức tập trung. BB chưa bánh xe. Hoàng Mai Nhi đang muốn thiêu vào những con nông dân. Những con nông dân của game thủ Beo, xin lỗi, của game thủ BB lại không chạy về hướng nhà phù thủy. Bây giờ mới chạy về hướng nhà phù thủy. Vừa qua bánh xe xong dành cho game thủ BB, nhưng BB đã nằm xuống tầm khoảng 7 con nông dân rồi. Còn Hoàng Mai Nhi cũng mất một lượng dân kha khá, đó là 3 con nông dân, 4 con nông dân. Vâng, đây là một tên tạt. Đây là một tên tạt sang nhà của game thủ cầm hit. Hit chưa có bánh xe. Tầm này tạt sang là hợp lý rồi. Vâng, tầm này tạt sang là hợp lý khi mà bên kia game thủ BB đã có phù thủy. Vâng, chết luôn 7 không 5 con nông dân ăn gỗ. Chết luôn 5 con nông dân gỗ. Và nhiều hơn thì phải. Vâng, tham ai đang là 15/36. Vâng, ở nhà thì đang bị màu 4 chém vào. Đây là lý do tại sao mà màu 4 họ không để ý bánh gỗ của mình. Như vậy bên đội bạn quyết định đánh 2 lạc đà. Vâng, đánh 2 lạc đà. Thì cửa thắng của chúng ta này tôi nghĩ là sáng. Vâng, Hitty của đội bạn cũng đánh lạc đà. Bên này thì tôi nghĩ rằng là Hoàng Mai Nhi khả năng cao sẽ bị công phù thủy lên. Và tiếp tục là bãi gỗ dành cho game thủ Beo. Beo, vâng, Beo mất cái bãi gỗ này đến đây là lần thứ 2 rồi. Và đây là thêm 3 con nông dân nữa. 10 con nông dân chết ở một cái bãi gỗ đến từ game thủ Beo. Beo không hề để ý. Tạm thời thì thủ được thôi, nếu mà BB không công phù lên thì thủ được. Sợ nhất là BB công phù lên thôi. Tôi nghĩ khả năng công phù lên là cao. Quay trở lại với game thủ Cam Quýt. Quýt báo về bên đội bạn lạc đà cũng đang rất đông. Đó là game thủ cầm màu 4. Họ chết khá nhiều dân rồi nhưng mà chỉ là chết dân bãi gỗ thôi. Có lẽ rằng vẫn còn lực ăn hoang ở đâu đó. Chính vì vậy là game thủ Beo vẫn đang 2L ra đều. Nhưng tôi nghĩ thời điểm tới sẽ không ra được L đều nữa. Giáp 4 dành cho những con cung của Pamiran rồi. Và bãi gỗ của mình thì bị hở. Gần nhà Bia hở. Vâng, chính xác là bị kene được. Vâng, bơm một chút gỗ cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Cần thiết thì anh có thể dạt đi để có thể giữ dân cũng như giữ quân cũng được. Sang đánh chết hẳn nhà của game thủ cầm 4 để lát nữa. Vâng, đợi những con cung R của game thủ Cam Quýt sang thì chúng ta sẽ phối hợp. Bởi vì game thủ cầm Egypt bên kia họ cũng là làng đà và họ có thủ cả phù nữa. Chính vì vậy Hoàng Mai Nhi không dám lao lên. 2L vẫn đang được chảy lên rất đều dành cho game thủ BB. Phải nói là bài khỏe đấy. Thời điểm đầu tiên BB chết cũng rất nhiều dân. Đây rồi, đây là lý do mà tại sao họ khỏe. Và màu 4 chưa bánh xe. Và tên này màu 4 chết luôn. Thôi bỏ con lạc đà đi, lên ăn dân. Rất hợp lý đến từ tên này của cái thủ Cam Quýt.
Và tôi nghĩ rằng là game thủ Hoàng Anh Nhi cứ tạm thời én sang cánh bên này đi, đợi game thủ Cam Quýt. Cam Quýt đang có một lượng quân khá khá và bây giờ Cam Quýt đang tạt sang đây rồi. Và BB bên này thì đã có bánh xe, nhà phù thủy ở ngay phía trong đây rồi, đang có một tên tạt thẳng sang nhà của game thủ BB. Có tách một hai con cung đờ vào trong nhà phù thủy ở phía trong. Tôi nghĩ là bây giờ đi quản bãi quả ngay ngay cạnh nhà Quýt luôn này. Đây là tham mai 41 của Cam Quýt. Lạc đào rồi, bạn đang rất độc. Màu 4 thì chắc chỉ còn một vài con nông dân thôi. Tham chắc của màu 4 chắc cũng chỉ ngang với game thủ Hoàng Mai Nhi. Bây giờ là cái thế trận mà Cam Quýt sẽ cân với BB phía bên kia. Một người là lạc đà, còn một người là cung rồ. Đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Và như vậy là Hoàng Mai Nhi cũng ăn được thêm một tên nông dân nữa của game thủ cầm màu 4. Như vậy là màu 4 gần như là fit hẳn dân rồi. Như vậy là màu 4 fit hẳn dân rồi đấy. Họ còn một vài con lạc đà đi quấy. Còn 3 con lạc đà, 4 con lạc đà nữa. Và đừng để họ thiêu vào dân. Dân mình là dân ta nó xót ruột lắm. Lạc đà của game thủ BB đang siêu độc. Các bạn có thể thấy rằng thời điểm đầu tiên Hoàng Mai Nhi chém được tầm khoảng 7 hay 8 con nông dân của game thủ cầm màu 1 này rồi. Nhưng màu 1 này có lẽ rằng bài lực cực kỳ khỏe. Cùng giờ đã ra bố rất sớm dành cho Quýt. Hoàng Mai Nhi tham lai là 11. Tôi nghĩ rằng game thủ Hoàng Mai Nhi nên quản 4 chặt chẽ, ra phay ruộng nhà mà 4 được. Chứ bây giờ Hoàng Mai Nhi không thể, rất khó quản nhà của game thủ của BB. Đơn giản rằng bởi vì BB, lạc đà của BB đó là quá độc. Đây là những con cung giờ và những con lạc đà là dớm máu rồi. Và như vậy là game thủ BB Quýt rồi. Và màu 4 thì fit 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 luôn. Màu 4 các bạn có thể thấy nhìn tam bài fit 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 luôn. Bài của bạn lên đời cũng là sớm đấy. Vâng, phải nói là bài này BB đánh là khỏe. Thời điểm đầu tiên là đội bạn chưa có một cái ruộng nào cả. Chưa có một cái ruộng nào cả. Nhưng mà họ ăn được voi, một con voi nữa và chắc có lẽ lực của đội bạn là khỏe. Phải nói là đội bạn đánh trận này cũng khỏe, nhưng chúng ta hai pan. Mặc dù hơi vất vả một chút nhưng chúng ta vẫn giành chiến thắng. Và tỷ số được mở dành cho cặp đôi của Hà Nam. 1-0.